nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền ra đi các nẻo đường, gặp ai cũng tập hợp tất cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Kính thưa ông bà anh chị em, theo Kinh Thánh, hình ảnh vườn nho và hình tiệc cưới mô tả chương trình cứu độ của Thiên Chúa và được trình bày như một ẩn dụ về giao ước giữa Thiên Chúa và dân người. Chủ nhật tuần trước, qua hành động đánh đập, giết chết và ném đá của các tá điền đối với các đầy tớ và con trai ông chủ vườn nho, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy cách thức mà con người muốn ngăn chặn và loại trừ mình ra khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thế nhưng, cho dù con người có không chấp nhận loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, thì không vì thế mà chương trình cứu độ của Ngài bị dừng lại. Ngài vẫn luôn có cách để chương trình cứu độ được thực hiện. Phục vụ lời Chúa hôm nay qua hình ảnh những khách được mời từ chối bữa tiệc của con trai vua, lại một lần nữa Chúa Giêsu cho thấy cách thức con người muốn ngăn chặn và loại trừ mình ra khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như chúng ta biết trong Kinh Thánh, hình ảnh bữa tiệc là một hình ảnh của niềm vui, của giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và dân của người. Các ngôn sứ trong Cựu Ước không ngừng hướng niềm vui mong đợi của dân Israel về bữa tiệc giao ước này. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaiah hôm nay cho thấy, trong lúc Israel sống trong cảnh lưu đày, một hoàn cảnh thật đen tối và tuyệt vọng, không còn quê hương, không còn đền thờ, không còn nghi lễ, người ta không còn nghĩ đến Jerusalem nữa, và nếu có nghĩ đến thì cũng chỉ là than khóc xót thương. Nhưng chính trong hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng ấy, lời Chúa lại vang vọng lên qua lời ngôn sứ Isaiah, thức tỉnh lòng tin của dân Chúa. Đức Chúa các đạo binh phán: Đức Chúa sẽ chuẩn bị cho muôn dân trên núi của người một bữa tiệc linh đình. Không những thức ăn sẽ ngon và dồi dào, mà rượu quý cũng sẽ dư dật. Đức Chúa sẽ chấm dứt nỗi u buồn và sầu khổ của dân người, và cuối cùng họ sẽ có thể sống hạnh phúc trong mối hiệp thông với Đức Chúa. Đức Chúa không bao giờ từ bỏ dân người. Vì thế mà toàn thể dân hãy vui lên. Đức Chúa sẽ chấm dứt nỗi u buồn và xấu hổ của dân người, và cuối cùng họ sẽ có thể sống hạnh phúc trong mối hiệp thông với người. Đức Chúa không bao giờ bỏ dân người. Chính vì thế mà toàn dân hãy vui lên. Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người.
và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta hãy hoan hỷ vui mừng bởi vì được người cứu độ. Kính thưa ông bà anh chị em, nếu bài đọc một tán dương tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với lời hứa của người, thì bài tin mừng hôm nay với dụ ngôn tiệc cưới lại cho chúng ta thấy cách thức con người từ chối lời mời đến dự bàn tiệc của Thiên Chúa. Những khách được mời đã từ chối lời mời đến dự tiệc của hoàng tử. Tuy nhiên, nhà vua vẫn không thất vọng. Ông lại sai các đầy tớ khác và dặn họ: hãy nói cho khách được mời biết, bữa tiệc của niềm vui đã được nhà vua dọn sẵn, mời quý vị đến dự. Nhưng những khách được mời không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Họ từ chối vì những mối bận tâm khác nhau. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Thậm chí có những kẻ còn khinh rẻ lời mời của vua, bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết, nên đã dẫn đến hình phạt không những cho cá nhân mà cho cả thành phố của họ. Kính thưa ông bà anh chị em, chính sự từ chối của những khách được mời dẫn đến sự kiện nhà vua cho mời tất cả mọi người, và thế là phòng tiệc đầy thực khách. Bây giờ vua tiến vào quan sát, thấy ở đó có người không mặc y phục lễ cưới. Mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không mang y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chăm chú lắng nghe, chúng ta thấy phản ứng của vua trong dụ ngôn hôm nay thật khó chấp nhận. Làm sao ông lại có thể sai quân đi chu diệt và thiêu hủy cả thành phố cùng với mọi người vô tội ở bên trong, trong khi thật ra chỉ có lũ sát nhân mới đáng bị sự báo thù cay nghiệt ấy? Phải chăng những kẻ không quan tâm đến lời mời gọi vì họ chỉ thích làm công việc riêng cũng phải chịu hình phạt như mấy kẻ sát nhân kia? Làm sao một người bắt gặp giữa đường lại có thể có áo cưới? Như thế chẳng phải là bất công lắm sao? Khi ông chủ trói chân tay và quăng vào ngục một người không mặc y phục lễ cưới. Để giải thích cho những bất hợp lý này, các nhà chú giải cho rằng việc ông chủ sai quân đi chu diệt bọn sát nhân và thiêu hủy thành phố của chúng, đây là một sự liên tưởng đến sự tàn phá thành Jerusalem năm 70. Kinh thành Jerusalem bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đền thờ bị cướp phá và bị đốt. Tai họa này đã xảy đến cho những kẻ không chịu nhìn nhận con Thiên Chúa khi Ngài đến trần gian. Còn việc một người không mặc y phục lễ cưới bị ông vua trói chân tay và quẳng vào ngục trầm luân, có người cho rằng y phục lễ cưới ở đây là sự công chính, là những việc lành phúc đức. Bao lâu chúng ta duy trì sự sống công chính, tăng gia những việc lành phúc đức, là bấy lâu chúng ta mới đủ lý lẽ để được tuyển chọn vào tiệc cưới nước trời. Có người cho rằng chủ nhà giàu có đã có sẵn những áo cưới cho những người đến dự mặc trước khi bước vào phòng tiệc. Nhưng chúng ta thấy trong Kinh Thánh không thấy chỗ nào nói có thói quen mượn áo cưới như vậy. Kính thưa ông bà anh chị em, dù được giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng thấy sẽ có một hậu quả kinh khủng xảy đến cho những ai không dự tiệc. Dù cho người ta từ chối không dự tiệc bằng bất cứ lý do gì, có thể là những lý do người ta từ chối không xấu, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn, hay người ta từ chối vì thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm đến việc mình được mời, thậm chí từ chối bằng hành động xấu xa như là sỉ nhục và giết người, hoặc không chuẩn bị xứng đáng nên bị đuổi khỏi phòng tiệc, thì tất cả đều có một số phận khủng khiếp. Điều mà Chúa Giêsu kêu gọi cử tọa của Ngài hôm nay là họ phải nhận ra những mất mát thật sự khi họ từ chối con đường của Ngài,
hơn là suy nghĩ về những hình phạt mà họ sẽ phải chịu. Điều bi đát đích thực mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới chính là họ đánh mất niềm vui của tiệc cưới. Nếu chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu, sẽ có ngày chúng ta phải chịu đau đớn dày vò, không phải vì những khổ hình phải chịu, nhưng vì nhận ra chúng ta đánh mất những điều quý báu nhất và đã tự lừa dối mình. Kính thưa ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho thấy nước trời là một bàn tiệc của niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta được mời đến để chung vui niềm vui nước trời, không phải vì chúng ta đáng được như vậy. Nhưng trước tiên và trên hết, đây là lời mời của tình yêu và ân sủng. Chúng ta mất niềm vui đó nếu chúng ta không nhận lời. Kính thưa ông bà anh chị em, điều làm cho chúng ta không nhận ra niềm vui nơi bàn tiệc nước trời, để rồi chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu, có thể là do đời sống tội lỗi của chúng ta, và cũng rất có thể đến từ những bận tâm khác mà chúng ta cho là chính đáng. Thường những việc xấu làm cho chúng ta e sợ hơn đối với những việc tốt, nhưng những việc xấu chắc chắn gây khó khăn cho chúng ta, trong khi đó những việc tốt lại lôi cuốn chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng để những bận tâm với những điều tạm bợ mà quên đi những điều đời đời. Đừng để cho những điều mắt thấy làm cho chúng ta quên đi những điều thiêng liêng. Và trên hết, xin Chúa cho chúng ta nhận thấy niềm vui và hạnh phúc nước trời, và để chính niềm vui này hướng dẫn, định hướng cho những thái độ, suy nghĩ và hành động của chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Amen. Suốt cuộc đời.
đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời con đắm xương tình yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu mọi cực hình vì yêu chuông, con vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đắm xương tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt.